Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự án luật. Hội nghị do ban khối nội chính quý 3 năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các công ty về công tác cổ phần hóa. Ý kiến xung quanh phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật công an nhân dân sửa đổi. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật công an nhân dân sửa đổi là hai dự án luật đã được Quốc hội khóa 13 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Theo đó, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội khóa 10 thông qua năm 1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2000. Đến nay, sau hơn 14 năm thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam cơ bản phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để cụ thể hóa hiến pháp năm 2013, đồng thời khắc phục những hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sẽ sửa đổi 5 điều nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phong thăng quân hàm cấp tướng, cũng giống như luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Sau hơn 8 năm thực hiện luật công an nhân dân cũng đã bộc lộ nhiều bất cập. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật phù hợp với hiến pháp hiện hành, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 cũng đã cho ý kiến về dự án luật công an nhân dân sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về chức vụ cơ bản của sĩ quan, cấp bậc quân hàm đối với chức vụ sĩ quan, quy định cấp hàm của chỉ huy trưởng, chính ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh về phong thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan biệt phái, thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan. Riêng đối với luật công an nhân dân sửa đổi, ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an nhân dân, hệ thống của tổ chức công an nhân dân, trong đó thảo luận về địa vị pháp lý của công an xã, hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, về đối tượng, điều kiện, thời hạn phong thăng cấp bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, chế độ chính sách đối với công an nhân dân. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sắp tới. Chiều nay ngày 18 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối nội chính quý 3 năm 2014 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý 3 năm 2014 cho thấy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản tiếp tục được giữ vững. Trên một số lĩnh vực vẫn còn nổi lên những vấn đề đáng chú ý như một số vụ vi phạm quy định xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, những kiến nghị kiểu này xung quanh việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, vấn đề an ninh tôn giáo, vấn đề an ninh trật tự xã hội,
với một số vụ việc xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép, gian lận thương mại, v.v. Tuy nhiên, các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm trên các lĩnh vực. Đồng thời, công tác kiểm tra giám sát của Đảng cũng được chú trọng. Trong quý 3, đã tổ chức kiểm tra trên 120 tổ chức Đảng và 150 đảng viên, giám sát trên 110 tổ chức Đảng và 200 đảng viên. Từ đó phát hiện và kịp thời xử lý nhiều vi phạm. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý trong thời gian tới, các cơ quan trong khối nội chính cần ra soát lại những việc chưa giải quyết để tập trung hoàn thành triệt để trong những tháng còn lại của năm 2014, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại kéo dài còn tồn đọng. Về an ninh quốc phòng, cần nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là hai tuyến biên giới, duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp giữa lực lượng công an, bộ đội biên phòng để ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão, tăng cường công tác tuyên truyền về những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia. Các cơ quan tổ tùng cần đẩy nhanh công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, các vụ án tố cáo đông người phức tạp, nâng cao tỷ lệ xử lý các loại tin báo tội phạm. Đặc biệt về công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí Hoàng Đăng Quang lưu ý cần tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, công tác tôn giáo, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống buôn lậu cũng được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các ngành trong ban nội chính tập trung thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Sáng nay ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sông Quảng Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Thực hiện công tác cổ phần hóa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sông Quảng Bình đã xác định được giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013. Phê duyệt tỷ lệ phân vốn nhà nước, xây dựng phương án cổ phần hóa và mở tài khoản phong tỏa. Hiện nay, công ty đang thuê công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng gia tư vấn cổ phần hóa và một số công việc khác. Thực hiện công tác cổ phần hóa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình đã trình và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình. Trên cơ sở phương án cổ phần đã được phê duyệt, công ty đã triển khai và hoàn thành một số công việc như mở tài khoản phong tỏa để thu tiền bán cổ phần, ký kết hợp đồng với tổ chức tư vấn trung gian bán cổ phần. Cũng thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp lần này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã tiến hành thành lập các ban tổ thực hiện và giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp, thành lập hội đồng và tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, tổ chức đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản nợ. Hiện nay, công ty đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang nhận mạnh, công tác triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp của ba đơn vị nêu trên đạt và vượt tiến độ. Theo kế hoạch, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sông Quảng Bình sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa vào tháng 11 năm 2014. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa vào tháng 12 năm 2014 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa vào tháng 4 năm 2015. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang yêu cầu các đơn vị tiếp tục ra soát lại kế hoạch để thực hiện đầy đủ cụ thể từng bước một. Song song với công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, cả công ty cần chủ trọng đến việc hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2014. Cũng trong sáng nay ngày 18 tháng 9, Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình đã có buổi họp đánh giá kết quả hoạt động và triển khai chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi họp. Thời gian qua, chương trình phát triển thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai khá đồng bộ thông qua việc tổ chức thực hiện lồng ghép các nội dung của chương trình phát triển thanh niên theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Điển hình như Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã trình Bộ Nội vụ thẩm định 15 người dự kiến trúng tuyển. Triển khai thu hút đào tạo nhân tài năm 2014 theo quyết định số 17 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với 27 thạc sĩ và 5 tiến sĩ trong độ tuổi thanh niên. Nghiên cứu khảo sát và tiến hành xây dựng đề án tuyển chọn không qua thi tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi xuất sắc theo thông tư số 666 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai các nội dung liên quan đến giải quyết việc làm, thị trường lao động và đề án đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên. Những tháng đầu năm 2014, Quảng Bình có 11.200 thanh niên được tư vấn và giải quyết việc làm, tuyển sinh dạy nghề gần 1.280 thanh niên.
tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên truyền, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho gần 10.580 thanh niên, tuyên dương hơn 600 thanh niên điển hình. Trên cơ sở báo cáo và những đề xuất kiến nghị của các sở ban ngành về công tác thanh niên, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng yêu cầu Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình ra soát lại kế hoạch, chỉ tiêu và kinh phí hoạt động để bổ sung, bố trí và hướng dẫn thực hiện hợp lý, kịp thời cho từng đơn vị. Đồng thời tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung đề án chương trình hành động phát triển thanh niên đến năm 2015. Trong đó, tập trung nâng cao kiến thức về giới tính và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản của các đối tượng thanh niên và đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp các ngành. Tổ chức nêu gương biểu dương những tập thể cá nhân là những cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và chương trình phát triển thanh niên Quảng Bình giai đoạn 2011-2020. Hôm nay ngày 18 tháng 9, huyện ủy Minh Hóa đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 26 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2014. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong quý 3, sản xuất nông nghiệp, diện tích và năng suất cây trồng vụ hè thu của huyện Minh Hóa đạt thấp, cụ thể cây lúa 40 tạ trên 1 hectare, cây ngô 26 tạ trên 1 hectare, cây lạc 13 tạ trên 1 hectare, chăn nuôi phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp ước đạt hơn 13 tỷ đồng. Thu ngân sách trong quý đạt trên 600 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tập trung vào xây dựng trường chuẩn quốc gia, tăng cường mạng lưới y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác xây dựng đảng được chú trọng. Trong quý đã kết nạp được 56 đảng viên mới. Trong quý 4, huyện Minh Hóa tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, trong đó chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân 2014-2015, chủ động các phương án phòng chống lụt bão. Tiếp tục thực hiện các mặt công tác xây dựng đảng, trọng tâm là triển khai được sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Ban chấp hành đảng bộ huyện cũng đã tiến hành bầu bổ sung một số chức danh chủ chốt còn khuyết do luân chuyển công tác. Đồng chí Đinh Hữu Niên, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực huyện ủy. Đồng chí Đặng Duy Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện được bầu vào Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Sáng nay ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo Quốc tế Hệ thống Tư pháp Hình sự Việt Nam-Nhật Bản. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Quảng Bình và đại diện dự án JICA Nhật Bản trình bày báo cáo đề dẫn của Viện Kiểm sát Nhân dân Quảng Bình về chủ thể tội phạm tham nhũng và các yếu tố chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự Việt Nam-Nhật Bản, khái niệm về tài sản và khái niệm chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự, các tội phạm về chiếm đoạt và các tội phạm khác liên quan đến tài sản trong Bộ luật Hình sự và kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự Nhật Bản so sánh với tố tụng hình sự Việt Nam. Thông qua hội thảo nhằm cung cấp cho các đại biểu những kiến thức, thông tin về các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề về hệ thống tư pháp hình sự của Việt Nam và Nhật Bản và kinh nghiệm giải quyết án kinh tế chức vụ kháng nghị phúc thẩm hình sự Việt Nam so sánh với Nhật Bản. Đây còn là dịp để cán bộ kiểm sát củng cố và nâng cao nhận thức trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức phổ biến các chế độ chính sách đối với người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Luân phiên Người có công tỉnh Quảng Bình. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã phổ biến những nội dung của chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công, chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ và chế độ trợ cấp phương tiện, trợ giúp dụng cụ chỉnh hình theo quy định tại Thông tư số 13 liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ra ngày 3 tháng 6 năm 2014, chế độ miễn giảm học phí, chế độ học tập của học sinh, sinh viên theo quy định tại Thông tư số 20 ra ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Đào tạo. Phổ biến chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp nước bạn Lào và Campuchia theo quyết định số 57 của Thủ tướng Chính phủ ra ngày 4 tháng 10 năm 2013 đã được hướng dẫn bằng Thông tư liên tịch số 17 ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa vừa tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân tham gia trồng rừng dự án khu vực Phong Nha Kẻ Bàng tại Bản Rông, xã Trung Hóa. Bản Rông, xã Trung Hóa có 33 hộ dân tham gia trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng thuộc dự án khu vực Phong Nha Kẻ Bàng. Nhằm tạo điều kiện cho bà con có đất sản xuất, đồng thời bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã trao 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân thuộc bản Rông với diện tích trên 71,26 ha trong thời gian 50 năm
từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 8 năm 2064. Được biết, dự án trồng rừng tại bản Rông đã được triển khai từ năm 2011 với sự hỗ trợ giống kỹ thuật của dự án khu vực Phong Nha Kẻ Bàng. Đến nay, rừng trồng của bà con đang phát triển tốt. Sau khi trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, các phòng ban liên quan sẽ tạo điều kiện để người dân sớm nhận đất, nhận rừng trên thực địa. Đồng thời, các hộ gia đình, cá nhân bản Rông có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững cả khu rừng được giao. Thông báo: gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp xin kính báo, để làm lễ dỗ đầu, việc đón khách viếng mộ đại tướng tạm dừng trong buổi sáng ngày 21 tháng 9 năm 2014. Từ 12 giờ cùng ngày, việc đón khách viếng sẽ tiếp tục thực hiện bình thường. Thay mặt gia đình, Võ Điền Biên. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Bình thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng những đơn vị nợ đồng thuế. Thị xã Ba Đồn hoàn thành thu hoạch lúa hè thu năm 2014. Ý kiến phương tiện phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cả đơn vị nợ đồng thuế. Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2014 nhằm chỉ đạo tập trung triển khai các giải pháp để tăng thu ngân sách. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ước đạt 1.408 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 1.233 tỷ đồng, tăng 22,1% và thu thuế xuất nhập khẩu 175 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt cao như thu ngoài quốc doanh, thuế đất, thu tiền cấp đất, phí và lệ phí tăng từ 20,9% đến 124,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương lại đạt thấp so với cùng kỳ. Từ nay đến cuối năm 2014, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế, gia hạn, giảm thời gian nộp thuế theo chủ trương của chính phủ, các cấp các ngành trong tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp thu, tập trung thu hồi nợ đồng thuế. Đặc biệt, Cục Thuế Quảng Bình sẽ tập trung các giải pháp để đẩy mạnh thu hồi nợ đồng thuế, quản lý thu, chống thất thu, nhất là trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, các cơ quan truyền thông trên địa bàn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những đơn vị có khả năng nộp thuế nhưng không thực hiện nộp thuế đúng hạn, có số nợ đồng thuế lớn. Ngoài ra, sử dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định. Hôm qua ngày 17 tháng 9, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa, Ban quản lý dự án vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và Ủy ban Nhân dân xã Trọng Hóa tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại xã Trọng Hóa. Xã Trọng Hóa là địa phương có diện tích rừng và đất cỏ rừng chiếm khoảng 90% diện tích tự nhiên. Kết quả sinh hoạt cũng như ý thức bảo vệ rừng của người dân còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở đây là khá cao. Trước tình hình đó, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã lựa chọn địa điểm diễn tập chữa cháy rừng tại xã Trọng Hóa nhằm thực hành khả năng chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, nâng cao khả năng phối hợp và ý thức của người dân trong việc phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời qua đó kiểm tra việc huy động lực lượng chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ của địa phương. Trong thời gian gần 1 tiếng đồng hồ, với các tình huống cháy được bố trí dựa trên điều kiện thực địa, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã tổ chức diễn tập thành công phương án chữa cháy rừng được đề ra. Buổi diễn tập chữa cháy rừng cũng là dịp để bà con dân tộc ở xã Trung Hòa nắm được cách thức phòng cháy chữa cháy rừng nhằm chủ động trong công tác chữa cháy rừng khi có tình huống cháy xảy ra. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vừa tổ chức đợt kiểm tra giám sát chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm sản ở 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ trồng trọt, chăn nuôi thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các cơ sở sản xuất rau, rau mầm, cơ sở sản xuất giả đỗ, cơ sở kinh doanh củ quả, cơ sở sản xuất kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và sản phẩm của thịt, trứng gia cầm. Cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủy sản như thu mua nguyên liệu, kho lạnh bảo quản thủy sản. Đồng thời, thực hiện giám sát một số chợ trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra giám sát gồm kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện vật chất nhà xưởng, trang thiết bị dụng cụ hệ thống cung cấp nước và các điều kiện trong quá trình sản xuất bảo quản kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, điều kiện vệ sinh cho người lao động và các điều kiện khác. Cán bộ kiểm tra giám sát cũng đã tiến hành lấy các mẫu rau, thịt và mẫu thủy sản để phân tích các chỉ số về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nitrat trong rau củ quả, dư lượng chất tăng trọng trong thịt gia súc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thủy sản, v.v. 8 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng khá. Đây là tín hiệu đáng mừng, là điều kiện để ngành hải quan Quảng Bình phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, trong 8 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã làm thủ tục thông quan cho 47.000 lượt phương tiện xuất nhập khẩu, tăng 36%, thông quan cho 335.000 lượt người, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013. Hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1,3 triệu tấn, tăng 33%. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 960 triệu đô la Mỹ. Thu thuế đạt gần 160 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2013. Ngoài ra, Chi cục cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 60 vụ vi phạm về hành vi vận chuyển trái phép các loại hàng hóa như gỗ, pháo, vũ khí và các chất ma túy qua biên giới. Trong đó thực hiện thành công chuyên án 521L và 614T bắt giữ vận chuyển ma túy tổng hợp. Những ngày vừa qua, bà con nông dân thị xã Ba Đồn đã tập trung xuống đồng thu hoạch hết diện tích lúa hè thu năm 2014. Nhờ chủ động đưa cơ giới hóa trong khâu thu hoạch để đẩy nhanh tiến độ, nên hiện nay đã hoàn thành thu hoạch 100% diện tích lúa trên địa bàn. Vụ hè thu năm nay, toàn thị xã gieo cấy 11.100 ha lúa với các loại giống lúa chủ lực như Khang Dân, P6, PC6, HT1, XT21, XT23. Đây là những giống lúa ngắn ngày có năng suất cao, sức giống chịu tốt và ít sâu bệnh nên được bà con lựa chọn. Ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã đã phối hợp với các địa phương làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, tăng cường diệt chuột, tuân thủ lịch thời vụ và chăm sóc tốt nên vụ hè thu này được đánh giá thắng lợi với năng suất ước đạt 51,9 tạ trên 1 ha, tăng 1,4 tạ một ha so với vụ hè thu năm 2013. Tính đến thời điểm này, toàn thị xã Ba Đồn cơ bản hoàn thành xong việc thu hoạch lúa hè thu năm 2014. Hiện nay, bà con nông dân đang tiến hành làm đất chuẩn bị cho vụ sản xuất cây vụ đông 2014. Nói chuyện truyền thống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng được Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy đặc biệt chú trọng. Thông qua các hoạt động như tìm địa chỉ đỏ, hành quân về vườn, giao lưu các thế hệ, cựu chiến binh cùng sinh hoạt chi đoàn, các buổi nói chuyện truyền thống đã mang lại những ý nghĩa vô cùng thiết thực. Trong 5 năm từ 2009 đến 2014, Hội đã tổ chức 245 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho hơn 36.000 lượt người nghe. Thông qua đó, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho tầng lớp thanh thiếu nhi, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để đoàn viên thanh thiếu niên vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy đã giáo dục 85 thanh niên yếu kém tiến bộ, phần đầu 17 cháu học sinh bỏ học trở lại trường, phối hợp giáo dục 9.900 thanh niên kết nạp vào đoàn, giúp đỡ gần 1.400 đoàn viên ưu tú kết nạp vào đảng. Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Quảng Trạch. Nhân dịp đầu năm học mới, chi nhánh công ty bảo hiểm Prudential tại Quảng Bình và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng 190 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Quảng Trạch với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng. Đây là hoạt động nhân đạo thường xuyên của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential nhằm sẻ chia giúp đỡ những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời động viên các em học sinh nghèo chăm ngoan học giỏi. Để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như tạo hứng thú cho học sinh trong việc học môn lịch sử, trường Trung học cơ sở Hải Đình, thành phố Đồng Hới đã đầu tư và đưa vào sử dụng phòng học dành riêng cho bộ môn lịch sử. Đây là phòng học dành riêng cho bộ môn lịch sử của trường Trung học cơ sở Hải Đình, thành phố Đồng Hới. Ngoài biểu đồ về cả giai đoạn lịch sử của dân tộc, phòng học còn có tủ trưng bày các hiện vật, sách, tranh ảnh như các hiện vật đồ đá, mũ cối, đèn dầu, bi đông, ca uống nước. Các hiện vật trên một phần là do các em học sinh trong trường trung tâm đóng góp. Những giờ học lịch sử sẽ không còn nhàm chán với những con số, sự kiện trên sách vở. Bởi qua các đồ dùng, hiện vật, các em hình dung rõ nét hơn về lịch sử dân tộc và hiểu bài một cách sâu sắc hơn. Có thể nói, việc khai thác có hiệu quả cả phòng học bộ môn, nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh là một trong nhiều giải pháp để trường Trung học cơ sở Hải Đình tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục, từ đó tìm ra phương pháp dạy và học hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 3538 phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015. Điều này đã giúp cho học sinh và cả bậc phụ huynh bớt lo âu khi đã rõ về phương án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này cũng đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Phương án thi theo môn được đưa ra đã nhận được sự đồng tình của nhiều học sinh và giáo viên bởi có nhiều điểm mới như giảm chi phí, giảm áp lực cho học sinh. Có người thi cho rằng việc thi bốn môn giúp cho các học sinh thể nhẹ chương trình hơn và cũng phần nào giảm tình trạng học đủ, học lệch, vân vân. Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến cho rằng việc đưa ra phương án thi như thế này sẽ làm khổ học sinh, vì liệu học sinh khối 12 có kịp thích ứng với những đổi mới này hay không. Ngay sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình
đã có buổi đi thực tế và ghi được nhiều ý kiến từ các học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn xung quanh quyết định này của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo em thì em suy nghĩ về bộ đưa ra như thế thì cũng có một phần lợi thế cho những bạn thi khối C, còn những bạn thi khối A thì em nghĩ là một nắng nề cho các bạn. Trường thì mình có nhiều thuận lợi vì em theo khối D, nhưng mà các bạn trong lớp em thì tỏ ra không đồng tình lắm vì các bạn đang học khối A, nên ngoài 4-3 môn thi là toán văn anh thi của khối D ra, các bạn còn phải thi thêm 2 môn nữa. Nó có nhiều bạn, nếu các bạn theo khối C hay là khối A hay khối B là đều phải thi rất khá là nhiều môn. Về các phương án mà các trường đại học sẽ đưa riêng các hình thức tuyển sinh riêng của các trường đại học, giờ em vẫn thắc mắc là liệu trường mình muốn tuyển sinh vào có ra thêm phương án thi khác không. Em cảm thấy hơi bỡ ngỡ và lo lắng vì thời gian để chuẩn bị thì cũng còn nhiều nữa. Nhưng mà em cảm thấy là qua cái thi này thì chúng em có thể khẳng định được, có thể biết chắc được cái lực học của mình đến đâu. Không chỉ riêng các học sinh lo lắng về quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo, mà ngay cả các giáo viên cũng hết sức lo âu đối với các học sinh của mình. Và các thầy cô giáo cũng đã có những định hướng để giúp các em bớt căng thẳng, có tinh thần ổn định để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Việc Bộ Giáo dục đưa ra quyết định mới về tuyển sinh năm 2015 thì đa số mọi người đều ủng hộ. Tuy nhiên thì cũng có những cái khó khăn đối với cái môi trường giáo dục đào tạo. Ví dụ như là một số khối thi thì sẽ rất là thuận lợi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số khối thi sẽ gặp khó khăn vì các em sẽ chọn thêm một số môn thi khác nữa để mà phục vụ cho cái khối thi đại học của mình. Tôi thấy cái việc ra quyết định thi theo đề án mới, một kỳ thi quốc gia cho học sinh trung học phổ thông thì đến giai đoạn này thì có lẽ là cũng hợp lý rồi. Cái sự thay đổi này nó phù hợp với xu thế chung của xã hội. Đương nhiên là trong cái dư luận thì giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng có nhiều cái lo lắng với cái sự thay đổi này. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như chúng ta tìm hiểu kỹ, hướng dẫn kỹ thì các em cũng sẽ tiếp cận được với kỳ thi và cũng sẽ đạt hiệu quả như là những cái năm trước. Dù xuất hiện nhiều luồng ý kiến như thế nào thì phương án thi cũng đã được thông qua. Điều quan trọng nhất lúc này là các em học sinh khối lớp 12 cần chuẩn bị tinh thần và kiến thức thật tốt để sẵn sàng bước vào kỳ thi, đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2014-2015. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến 18 ngày 19 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.